Trời ơi, nãy mình kia kìa, có vườn chuối, mình tưởng đâu vườn chuối quen, mình vô mình hái ăn rồi, chó dí quá chị dí bạn ơi. Chiều nay đội mình dân có chuối ăn à. Trời ơi, có mà không là xôm. Trời ơi, làm cái gì trùm trộm hắn chứ nội ơi. Thôi đi. Ê, chết nào chưa? Chưa leo lên tới trời rồi. Gì dạ? Chú em đi ơi. Chú tao mới đi giải quyết nỗi buồn xong. Ở đâu rồi ba? Bên kia kìa, nhiều lắm. Chú miễn phí hả? Đúng rồi. Nãy bên kia kìa, có vườn chuối, tưởng đâu vườn chuối quen. Mình vô hãng ăn rồi, chói dí quá chị dí bạn ơi. Hiểu không? Đúng rồi. Một chiều dẫn tao đi hả đẹp? Ok luôn, chiều nay nó dẫn mày đi luôn. Ok. Có điều chạy hơi mệt nha. Sao vậy? Ủa chú miễn phí làm gì mày chạy? Cho gì? Ủa? Chân bị gì hả? Gì hả? Nãy vừa quẹo vô, dí té. Ok, chiều tao làm thịt nó luôn. Chiều có thịt chó hon ăn luôn nè. Hên lắm, tôi mới hái được kêu đây đó, tưởng đâu. Nè, tao kể mày nghe nè. Nãy tao thấy vườn chú bên kia kìa. Tao qua tao hái. Thì sao nữa? Lúc đầu hái đâu gì đâu, hái đậy này luôn nè. Lúc sau tao vừa nhảy xuống cái chuối xong nguyên bầy chó dí tao luôn. Không vậy hên đó mày ơi. Sao hên? Nghe nói thường chó dí hên lắm. Hên cái gì mà hên, nó dí tao muốn chết luôn. Nè nó dí mày mới chạy đường nè, không ông chủ ra bắt mày sao. Quá chuẩn luôn. Mày biết tao chạy mà tao cầm gì nè, tao chạy nè mày biết không? Thôi được rồi, có chuối là ngon rồi, đi đi rửa đi, đi rồi luôn đi, nè đi. Okay. Đi.